đó, mấy cái này hàng không đẹp nữa là bỏ, chứ mình không có bán rẻ được cho khách mọi người nha. Ví dụ như là thấy nó bắt đầu hơi xuống rồi thì nhiều người người ta sẽ giảm giá để cắm thêm cho khách, như hàng mà đã không đảm bảo là mình sẽ cắt bỏ luôn. Tại vì mình bán rẻ như vậy thì những lần sau họ tới họ sẽ nói, ủa tại sao lần trước cùng cái giỏ đó mà nhiều hoa hơn, rồi sao lần này nó là như vậy. Thì khi mà mình làm như vậy thì rất là khó giải thích, do đó cái hàng nào bên mình mà không đảm bảo là không bán. Với những bông hoa mới về sáng nay, nhưng mà các bạn biết là một bó 50 bông thì ví dụ như hoa hồng nó chỉ xài còn được 45 bông thôi, còn 5 bông kia có thể là bị gãy hoặc là nó ngắn đi á, thì mình sẽ lặt lại cắt gốc ngâm nước đó, mình cần ngâm nước để cho nó tẩm lại đã. Và hoa này là hoa mới thì chút xíu nữa mình sẽ cắm những cái giỏ nhỏ nhỏ để mình bán, tức là cái hoa nào về chất lượng độ bền ok nhất mình mới bán, còn những cái hoa nào đã qua ngày mà mình thấy nó không đảm bảo được thì sẽ bỏ, mình không có bán rẻ cũng không có trưng bày ở trong cửa hàng mọi người nha.